grilled eggplant is very traditional food. Simple to make, but the effect of eating this food cannot count. You can see the effect were listed in the description. Whenever we don't have the market, grilled eggplant is the main course for our family when I was a child. Because there were no electricity, no refrigerator, and the market open 4 days one time. Eggplant are growing in our garden. Cà tím nướng mỡ hành, một món ăn dân gian tưởng chừng khá đơn giản nhưng có rất là nhiều công dụng. Bạn có thể xem những công dụng này trong phần miêu tả. Cà được trồng quanh năm ở vườn. Ở quê khi tôi còn nhỏ, cà là một trong những món ăn chính. Khi mà 4 ngày mới có một phiên chợ, không có điện, không có tủ lạnh, cà là món ăn chính cho gia đình. Cà được trồng ở vườn quanh năm. In this video, you will see how to make grilled eggplant. Video này cho các bạn thấy cách làm món cà tím nướng mỡ hành sao cho ngon nhất. Control weight loss, cure body, urination, cure acute bronchitis, reduce blood pressure, reducing fat, little risk of colon cancer, anti-anemia, một vài tác dụng luôn việc. Ăn cà tím là giúp giảm cân, giúp thanh nhiệt, giải độc, hạ huyết áp, chữa bệnh viêm phế quản cấp tính, chống táo bón, giảm huyết áp, kiểm soát được bệnh tiểu đường, ngăn ngừa những cái khuyết tật bẩm sinh.